Quý vị thân mến, Đỗ Cao Chí được biết đến như một trong năm đại tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Báo chí miền Nam từng ca ngợi ông ta như một thiên tài quân sự. Cái chết đột ngột của tướng Đỗ Cao Chí vì tai nạn trực thăng ở phía Bắc Tây Ninh trên đường ra mặt trận sáng ngày 23 tháng 2 năm 1971 là bước ngoặt của cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam. Các tư liệu sau này đều chỉ ra rằng quân hàm đại tướng được truy thăng sau khi Đỗ Cao Chí chết cũng chỉ là để bịt miệng dư luận, che đậy bớt những âm mưu đen tối trong canh bạc tranh giành quyền lực của giới quân sự chóp bu ở miền Nam. Thực hư việc này ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong video sau đây của chúng tôi. Những vụ ăn hối lộ đến vong mạng của tướng tá Việt Nam Cộng Hòa, bí ẩn nhất là vụ Đỗ Cao Chí. Sinh năm 1929, Đỗ Cao Chí là cháu nội của một vị quan lại nhà Nguyễn. Thân sinh của ông là Đỗ Cao Lụa, điền chủ giàu có tại làng Bình Trước, Biên Hòa. Trong vài tài liệu còn sót lại của những tàn dư chế độ cũ đã ca ngợi Đỗ Cao Chí thế này: Đại tướng Đỗ Cao Chí là một tài năng kiệt xuất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thật hiếm có một tướng lãnh nào của chúng ta vừa có mưu lược vừa có dũng khí như tướng Chí. Ông luôn chủ động đánh trúng địch vào chỗ bất ngờ nhất và luôn xuất hiện ở điểm nóng nhất trên chiến trường. Nếu Pháp có De Lattes, Tassini, Mỹ có Patton, Đức có Rommel thì Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có Đỗ Cao Chí. Thực tế, suốt cuộc đời cầm quân, Đỗ Cao Chí chưa hề đánh đấm một trận nào nên cơm nên cháo. Ông ta chỉ giỏi quan liêu, giỏi buôn lậu, giỏi tham ô và nhảy đầm. Cái tên Đỗ Cao Chí gắn chặt với hai lần thảm bại khi xua quân sang chiến trường ngoại biên Campuchia mà tổn thất chẳng thua kém gì trận Hạ Lào năm 1971 và mùa hè đỏ lửa năm 1972. Ngày 23 tháng 2 năm 71, Đỗ Cao Chí bị tử nạn phi cơ trực thăng tại Tràng Lớn, phía Bắc Tây Ninh, trong khi đang bay thị sát chiến trường trong cuộc hành quân toàn thắng 1/71. Chiếc trực thăng UH-1 phát nổ và bốc cháy sau khi cất cánh từ trung tâm hành quân của quân đoàn 3 tại Tây Ninh được 10 phút. Ông tử nạn tại chỗ hưởng dương 42 tuổi. Tử nạn cùng với ông còn có phóng viên chiến trường người Pháp Franco Sully, viết cho báo New York Times khi đang thị sát chiến trường Campuchia. Về sau có tin đồn cho rằng tướng Chí bị mưu sát do sự tranh giành quyền lực từ các tướng lĩnh trong quân đội Sài Gòn bởi chiếc trực thăng phát nổ quá đột ngột không rõ nguyên nhân. Anh ruột của Đỗ Cao Chí là nha sĩ Đỗ Cao Minh cho biết rằng Đại tá Chiêm, phụ trách ban an ninh phủ tổng thống kể như sau. Sáng hôm đó, ký giả tuần báo Newsweek, ông Franco Sully gặp tổng thống Thiệu đúng 8 giờ, sau đó gặp trung tướng Đỗ Cao Chí lúc 9 giờ để cùng đi thị sát mặt trận Campuchia. Theo thông lệ, Sully phải để hành lý xách tay lại văn phòng bí thư hay tùy viên, lúc về thì lại cầm theo. Không hiểu giữa thời gian đó có ai gài bom nổ chậm trong cặp không? Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng với phu nhân đã đến dự lễ tẩm liệm. Trong buổi lễ, Tổng thống thay mặt chính phủ và quân đội truy thăng cho ông cấp bậc đại tướng. Ông Trần Phan Anh trong cuốn Trận chiến mùa hè năm 1972 ở trang 155-156 có nêu ra một vụ tham nhũng hối lộ động trời của các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa. Cụ thể liên quan trực tiếp đến cái chết của Đỗ Cao Chí, chẳng biết thực hư ra sao, chúng tôi xin trích lược đoạn bài viết này như sau. Trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 3 năm 1972, tình báo Việt Nam Cộng Hòa báo cáo sự hiện diện của công trường Nam Bắc Việt tại căn cứ địa 712 gần thị trấn Sờ Nuôn, Campốt, khoảng 30 cây số Tây Bắc, quận Lỵ, Lộc Ninh trên quốc lộ 13. Hai công trường 7-9 được phát hiện tại vùng đồn điền Cao Su Đam Be và Chúp trên đất Campốt. Nơi đó là hai mục tiêu hành quân của quân đoàn 3 thiết kế cho đệ Tam Cá Nguyệt 1971. Kế hoạch đã bị đình hoãn sau cuộc tử nạn của Trung tướng Đỗ Cao Chí, tư lệnh quân đoàn 3 quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung tướng Đỗ Cao Chí đã bị thảm sát vì đã cùng Nguyễn Văn Thiệu, Đặng Văn Quang nhận hối lộ 30 triệu đô la do Tòa Đại sứ Nga tại Paris trao cho Quang để thả Trung ương Cục và Mặt trận Giải phóng miền Nam đang chạy qua Campốt sau khi bị Liên quân Việt Mỹ bao vây tại vùng rừng Tây Ninh vì những cánh quân của quân đoàn 3 tiến quá nhanh. Cục R chậm chân nên đã bị kẹt lại và bị CIA phát hiện do việc họ đánh điện cầu cứu Hà Nội. MACV phối hợp đệ 2 quân đoàn tiền phương Hoa Kỳ
cùng với Quân đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa được tăng cường một lữ đoàn dù, Liên đoàn 5-6 biệt động quân, tung quân bao vây. Cục SR chỉ còn một trung đoàn bảo vệ, cá nằm trong giọ trở lên thớt. Khi liên quân Việt Mỹ siết chặt vòng vây, lữ đoàn dù thọc mũi tấn công khuấy động. Một liên đoàn biệt động quân lãnh nhiệm vụ án ngữ biên giới Campuchia thì bất ngờ nhận được lệnh Trung tướng Đỗ Cao Chí cho lệnh rút về chi khu Phước Thành, Tây Ninh, nghỉ dưỡng. Thì tối hôm đó bị Trung đoàn bảo vệ Cục R đánh úp để che chở cho toàn bộ Trung ương Cục chạy qua Campuchia về hướng đồn điền Sơn Nuôn. Sau đó CIA tức giận nghĩ rằng Đỗ Cao Chí là người của Cộng sản nên đã ra tay tiêu diệt. Những chuyện này do chính đặc sứ Comer Hàm Đại Sứ kể lại. Ông đặc trách Bình Định Phát triển MACV. Về đời tư, tướng Đỗ Cao Chí đã bị nhiều tai tiếng. Ông lần lượt có 3 vợ chính thức và rất nhiều nhân tình khác. Lối sống của ông xa hoa và rất giàu có. Năm 1970, hai thượng nghị sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã tố cáo ông có chân trong một đường dây buôn lậu tiền tệ ở Hồng Kông. Mặc dù vậy, tướng Chí vẫn được đánh giá là có năng lực so với các tướng Việt Nam Cộng Hòa khác. Ông có tầm nhìn chiến lược tốt, có tài cầm quân, có khả năng kích thích tinh thần chiến đấu của binh sĩ và không có tham vọng chính trị. Cái chết của ông để lại một khoảng trống lớn trong các cấp chỉ huy chiến trường trong một thời gian dài. Trong giới tướng tá Việt Nam Cộng Hòa có không ít các trường hợp tử nạn rất bí ẩn giống hệt trường hợp của Đỗ Cao Chí. Đó là các trường hợp sau đây. Chuẩn tướng Trương Quang Ân. Sinh năm 1932 là thủ khoa khóa 7 trường võ bị liên quân Việt Nam Đà Lạt. Ông nguyên là tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh quân khu 2 năm 1966. Vợ ông là bà Dương Thị Kim Thanh, nguyên chuẩn úy thuộc binh chủng nhảy dù nhưng làm việc tại Tổng Y viện Cộng Hòa. Nhân dịp bà đi thăm và tặng quà cho các chiến sĩ và gia đình đang đồn trú tại vùng biên giới Tây Bắc tỉnh Pleiku, ngày 8 tháng 9 năm 1968, ông cùng bà đi chung một chiếc trực thăng loại H-34 của Không quân Việt Nam Cộng Hòa đến thăm các căn cứ tiền đồn. Sau khi thăm được vài nơi, trực thăng chở ông bà lại cất cánh để đến nơi khác thì máy bay phát nổ ngay trước mắt các binh sĩ và gia đình. Tất cả những người trên trực thăng đều tử thương, trong đó có chuẩn tướng Trương Quang Ân và vợ là bà Dương Thị Kim Thanh. Cái chết của tướng Nguyễn Viết Thanh. Trung tướng Nguyễn Viết Thanh là tư lệnh quân đoàn 4 Việt Nam Cộng Hòa. Bằng năng lực của mình, ông được thăng hàm chuẩn tướng năm 35 tuổi, giữ chức vụ tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh. Thiếu tướng khi chỉ mới ở tuổi 37. Tư lệnh quân đoàn 4 vùng 4 chiến thuật. Ông bị tử nạn trực thăng vào ngày 2 tháng 5 năm 1970 do va chạm với một chiếc trực thăng vũ trang khác của quân đội Hoa Kỳ. Khi bay thị sát mặt trận trên vùng trời hai tỉnh Kiến Phong và Kiến Tường sát vùng biên giới Campuchia. Ngày 3 tháng 5, Tổng thống Thiệu cùng phu nhân đến viếng linh cứu ông tại Cần Thơ, đồng thời truy thăng cho ông cấp bậc trung tướng và truy tặng đệ nhị đẳng Bảo Quốc Quân Chương kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Ngay sau đó, Bộ Tổng Tham mưu đã cử Thiếu tướng Ngô Du, tư lệnh phó lãnh thổ quân đoàn 3, giữ chức vụ tư lệnh quân đoàn 4. Tướng Ngô Du cũng là nhân vật tiếp theo mà chúng tôi muốn nhắc tới trong video này, viên tướng có biệt danh Vua Buôn Lậu. Ngô Du sinh năm 1926 trong một gia đình thương gia giàu có ở Bình Định, tốt nghiệp tú tài trường Việt Pháp rồi học trường Võ Bị Huế. Năm 1950, Ngô Du ra trường với cấp thiếu úy. Khi quân Pháp thất trận, hắn là đại úy, tiểu đoàn trưởng. Năm 1955, Ngô Du phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa được phong thiếu tá. Năm 1958, ông ta được đi học chỉ huy tham mưu tại Mỹ, ra trường về Bộ Tổng Tham mưu. Cuối năm 1962 làm tham mưu trưởng quân đoàn 2, đầu năm 1963 được phong đại tá, cuối năm 1964 là thiếu tướng ở tuổi 38. Tháng 8 năm 70, lên Pleiku làm tư lệnh quân đoàn 2 và quân khu 2, sau đó nhận cấp trung tướng. Bản lĩnh buôn lậu và kiếm tiền của Ngô Du sắc sảo, tinh tế, có nghệ thuật hơn nhiều đồng cấp. Ông ta buôn lậu đủ thứ, lập phe cánh để buôn lậu và đưa cả gia đình vào tham gia buôn lậu. Cũng giống như các viên tướng khác của Sài Gòn, khi lên nhậm chức ở Tây Nguyên, Ngô Du cho thuyên chuyển một loạt nhân sự ở các chức vụ then chốt để đưa đám thuộc hạ thân tín và họ hàng thân thích vào thay thế, tạo thành một hệ thống quyền lực phục vụ cho lợi ích riêng của mình là tranh thủ áp phe làm giàu. Ngô Du không cần che giấu việc để toàn quyền quyết định về hoạt động quân sự cho gã cố vấn Mỹ Paul Venn, không đeo quân hàm nhưng hiếu chiến, độc đoán để giành tay tổ chức buôn lậu. Bọn đàn em kể rằng, sự nghiệp buôn lậu lớn nhất của Ngô Du là đường dây bạch phiến từ Thái Lan qua Lào và Sài Gòn, thu lời quy ra vàng khoảng 7-8 tấn một năm. Vào những năm 1971-1972, các đơn vị lính Mỹ ở địa bàn quân khu 2 buộc phải rút về nước.
toàn bộ doanh trại của Sư đoàn Kỵ binh Không vận số 1 đóng ở An Khê và Sư đoàn 4 Bộ binh đóng ở Hàm Rồng, Pleiku, bàn giao cho Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Ngô Du cho tổ chức tiếp nhận rất êm và khôn khéo. Để hạn chế bớt dư luận xấu về mình, Ngô Du tìm mọi cách lấy lòng báo chí thân chánh phủ ở Sài Gòn và bố trí một số sĩ quan thân tín ở Sài Gòn làm nhiệm vụ liên lạc với số tướng khác khoác áo nghị sĩ Bù Nhìn để kịp thời có kế hoạch đối phó với dư luận. Nhiều người nói rằng tướng CIA Mỹ đội lốt cố vấn Paul Venn không giỏi về quân sự nên Du cũng không học được gì nhiều. Sở trường của thầy trò Du thường áp dụng ở địa bàn Tây Nguyên là phòng thủ khu vực, lập nhiều căn cứ hỏa lực. Khi phát hiện được đối phương thì huy động tối đa hỏa lực để tiêu diệt. Ngô Du chưa trải qua chỉ huy chiến đấu ở cấp trung đoàn mà chỉ quen làm công tác văn phòng. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, lực lượng vũ trang của cách mạng đồng loạt tiến công. Tại Bình Định, trong tuần đầu tháng 4, căn cứ Gò Lôi thất thủ, các quận lỵ Hoài Ân, Tam Quan và Bồng Sơn nằm dưới sự kiểm soát của đối phương. Tại vùng rừng núi Tây Nguyên, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4, toàn bộ tuyến phòng thủ bờ Tây sông Poco do quân dù của quân lực Sài Gòn đảm nhiệm đã bị quân giải phóng đánh sập. Ngày 24 tháng 4, căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh được mệnh danh là cánh cửa thép ở Bắc Tây Nguyên do Sư đoàn 22 chiếm đóng đã bị san phẳng. Ít ngày sau, phòng tuyến Võ Định Cleng bảo vệ thị xã Kon Tum về phía Tây Bắc cũng trùng số phận. Tiếp đó, thị xã Kon Tum và các trục đường huyết mạch 14-19 đều bị quân giải phóng tiến công chia cắt. Ngô Du vô cùng hoảng hốt và lúng túng, vội điện về cho Nguyễn Văn Thiệu, cáo bệnh đau tim đột ngột và yêu cầu chi viện tối đa. Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh, nhận ra sự bất tài của Ngô Du, lập tức gạt bỏ Du để đưa Nguyễn Văn Toàn lên thay. Chỉ sau ít ngày Ngô Du bị cách chức thì ngày 11 tháng 5 năm 1972, Paul Venn cũng tan xác do trực thăng của y bị du kích Gia Lai bắn rơi. Cuối năm 1974 thì Ngô Du bị Nguyễn Văn Thiệu cho về nghỉ. Ngô Du là hình ảnh của những viên tướng Sài Gòn quen hưởng thụ cuộc sống phồn vinh giả tạo dựa trên đồng đô la của Mỹ và có những mánh khóe làm giàu thô bỉ. Quý vị thân mến, tuy nạn tham nhũng trong giới chức Việt Nam Cộng Hòa hoành hành tràn lan, nhưng nếu so với những chiến dịch buôn lậu mang tầm cỡ quốc tế của tên đầu sỏ Nguyễn Văn Thiệu thì cũng chỉ là hạng tép diêu mà thôi. Cuối năm 1973, từ căn cứ Ban An ninh T4, ông Trần Quốc Hương đã chỉ đạo Phó Cục A10 là Ba Hoàng, tức Thiếu tướng Huỳnh Huề, thực hiện một loạt chiến dịch tố cáo tấn công chính trị bộ máy chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Mục đích của chiến dịch là tạo thế rối ren chính trị trong hệ thống chính quyền để Nguyễn Văn Thiệu không thể đối phó với các chiến dịch quân sự của ta ở mặt trận Tây Nguyên. Nhiệm vụ này được ông Ba Hoàng chuyển giao cho họa sĩ ớt, tức đồng chí Huỳnh Bá Thành, thời điểm đó là giám đốc kỹ thuật tờ báo Điện Tín. Các chiến dịch đấu tố ấy bao gồm sự kiện ký giả ăn mày, tố cáo Nguyễn Văn Thiệu tham nhũng buôn lậu v.v. Trong chiến dịch tố cáo tham nhũng, họa sĩ ớt đã tình cờ thu được một bộ tài liệu đóng dấu tuyệt mật, tóm lược một phần chiến dịch mang mã danh Mr. Big, tức ông trùm, từ cơ quan bài trừ ma túy Mỹ, tên gọi tắt là DEA, chi nhánh đặt tại Bangkok, Thái Lan. Tập tài liệu tuyệt mật mang mã danh ông trùm là một chuỗi chiến dịch triệt phá cắt đứt tuyến buôn xỉ ma túy của một băng nhóm tội phạm quốc tế xảy ra từ cuối tháng 7 năm 1971. Tuyến này được nối liền từ vùng tam giác ma túy Lào qua các quốc gia gồm Thái Lan, Campuchia, Nam Việt Nam, Mỹ của DEA. Đặc biệt, trạm trung chuyển tại Nam Việt Nam được lực lượng hải quân vùng 4 chiến thuật, vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam Cộng Hòa đóng vai trò chủ đạo trong khâu vận chuyển từ vịnh Thái Lan về Sài Gòn. Tại Sài Gòn, hàng được hệ thống mai táng của quân đội Mỹ tẩm liệm vào các túi nhựa dành chứa tử thi các cố vấn Mỹ. Sau đó chúng được nhét vào quan tài phủ cơ rồi chuyển vào sân bay Tân Sơn Nhất, nhập vào nước Mỹ bằng con đường không vận. DEA xác định chiến dịch ông trùm tại Nam Việt Nam đã bắt giữ 60 người, tịch thu 51 kg bạch phiến và 3.334 kg á phiện. Mặc dù diễn biến kế hoạch ông trùm xảy ra rầm rộ từ cuối tháng 7 năm 71, nhưng do Nguyễn Văn Thiệu bí mật triệt tiêu mọi nguồn phát tán thông tin trên báo chí Sài Gòn nên gần như hoàn toàn không ai hay biết hoặc không dám đưa tin. Ngay sau khi phát hiện tập tài liệu tuyệt mật này vào cuối năm 1973, để giấu tông tích nguồn tin, họa sĩ ớt không đăng trên báo Điện Tín mà ngầm phát tán cho giới báo chí truyền thông quốc tế có mặt tại Sài Gòn. Từ đó hàng loạt các tờ báo tại Sài Gòn và quốc tế đã nhanh chóng tung hê điểm mặt Nguyễn Văn Thiệu là người đứng sau vụ vận chuyển này. Quý vị thân mến, ít ai biết
Tập tài liệu tuyệt mật mang mã danh ông trùm đã được một nữ cán bộ điệp báo của cụm A10 của ta thu được từ tay của một nhân vật bí ẩn. Người này là một nhân viên cao cấp thuộc Ủy ban Bài trừ Ma túy Việt Nam Cộng Hòa. Câu chuyện bí ẩn này sẽ được chúng tôi giải mã trong các video tiếp theo. Mời quý vị chú ý đón xem.